Ngày 13 tháng 2, giá xăng tăng gần đạt 24.000 đồng. Từ 15:30 ngày 13 tháng 2, xăng E5RON 92 tăng 540 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 620 đồng một lít. Đáng chú ý, dầu diesel lại giảm mạnh 960 đồng một lít. Theo quy định, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 11 tháng 2 rơi vào thứ Bảy, nên được chuyển sang hôm nay là ngày 13 tháng 2. Cơ quan điều hành quyết định tăng 540 đồng trên mỗi lít xăng E5RON 92, trong khi giá xăng RON 95 tăng 620 đồng một lít. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với E5RON 92 22.860 đồng một lít và RON 95 là 23.760 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu cũng tiếp tục giảm với mức giảm mạnh hơn giá xăng. Cụ thể là dầu diesel giảm 960 đồng một lít còn 21.560 đồng một lít. Và như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước tiếp tục tăng. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 5 lần điều chỉnh giá, trong đó có 4 lần tăng và 1 lần giữ nguyên. Hiện dư địa quỹ bình ổn xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối tiếp tục dương lớn. Trong đó, tính đến 30 tháng 1, Petrolimex dương 2.167 tỷ đồng, DVOI âm 451 tỷ đồng, Sài Gòn Petro 294 tỷ đồng, Petimex là 389 tỷ đồng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.